Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video sáng hôm nay tôi cập nhật nhanh và kịp thời với bạn về việc Fed đã không nâng lãi suất trong cái tháng 6. Và có một cái điều kỳ lạ đó là Fed sẽ tăng cái lãi suất không chỉ là một lần vào trong tháng 7, là lần kết thúc cuối cùng của việc đợt tăng lãi suất, mà sẽ dự báo tăng thêm 2 lần nữa trong năm 2023. Vậy điều này nó sẽ có tác động như thế nào đối với lại các cái lớp tài sản, cái class assets khác nhau của những nhà đầu tư? Và chúng ta cần phải hành động như thế nào? Những cái đối tượng sẽ được hưởng lợi bởi chính sách sẽ tăng thêm lãi suất 2 lần của Fed, và những cái đối tượng sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời chúng ta cũng đánh giá xem liệu việc Fed tăng lãi suất thêm 2 lần nữa thì có ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch hạ lãi suất của Việt Nam chúng ta hay không? Và thị trường chứng khoán sẽ diễn biến một cách theo chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt chủ quan khi mà chúng ta nhìn vào những hành động của Fed. Tất nhiên đấy là một cái góc độ suy luận thì nó sẽ diễn biến như thế nào. Thì các bạn hãy đón xem cái video này bạn nhé. Điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Như các bạn cũng đã biết, tất cả chúng ta đã đều dự báo rằng là tháng 6 Fed sẽ không tăng lãi suất. Và trong cuộc họp vào đêm ngày hôm qua, rạng sáng giờ Việt Nam, thì Fed đã chính thức là quyết định giữ nguyên cái mức lãi suất để đánh giá cái tác động của 10 đợt nâng lãi suất trước đó đối với nền kinh tế. Thì đối với nền kinh tế của Mỹ, các bạn cũng biết là thước đo về lạm phát và thước đo về việc làm là hai trong những cái thước đo quan trọng để việc Fed có nâng lãi suất hay là hạ lãi suất hay không. Trước mắt thì trong cái quá trình chu kỳ nâng lãi suất và thắt chặt tiền tệ của mình, thì các bạn thấy rằng lạm phát đã hạ nhiệt rất là nhanh. Lạm phát của tháng 5 đã hạ xuống mức 4%. Tuy vậy đấy là lạm phát chung thôi. Còn cái thước đo lạm phát lõi mà cái thước đo PCE nữa, đúng không? Lạm phát lõi của Mỹ thì vẫn ở mức là 5,3% sau khi loại trừ giá lương thực và giá năng lượng đi. Thì cái mức lạm phát này vẫn còn dai dẳng, và đó là lý do tại sao mặc dù không tăng lãi suất trong kỳ tháng 6 này, nhưng Fed và bản đồ của những cái dự báo, những thành viên của Hiệp hội Thị trường mở FOMC của Mỹ, của Fed, sẽ dự báo là cái mức lãi suất trung vị của họ sẽ dự kiến trong cái năm 2023 là khoảng 5,6%. Tức là người ta cũng project, tức là sẽ dự báo rằng sẽ tăng khoảng 2 lần nữa trong thời điểm nửa cuối năm 2023. Và trong một cái tuyên bố sau cuộc họp thì ông Powell ông nói rằng là việc giữ nguyên cái lãi suất tại thời điểm này sẽ cho phép ủy ban, ở ủy ban đây là FOMC, đánh giá thêm thông tin và tác động của chính sách tiền tệ. Đấy. Và các bạn cũng biết rằng là như tôi đã nói rằng cái việc tăng lãi suất thêm của Fed trong cái nửa cuối năm 2023 là thời điểm lúc nào? Trước mắt thì theo Fed Rate Monitor Tool thì chúng ta thấy là vào ngày 26 tháng 7 là đến thời điểm này đã có khoảng độ tầm gần 65% những nhà đầu tư và những người mà quan tâm đến chính sách của Fed đã dự báo rằng Fed sẽ tăng lãi suất. Như vậy là đợt tăng tiếp theo chắc chắn sẽ là khoảng 26 tháng 7, gần như chắc chắn. Đấy. Nếu không có điều gì xảy ra bất ngờ. Còn tiếp theo nữa, có thể là sẽ tăng vào thời điểm cuối năm 2023 hoặc là ngay lập tức vào thời điểm tháng 9, 20 tháng 9 năm 2023 chẳng hạn. Chúng ta cũng không biết, và chúng ta đợi xem Fed sẽ có 6 tuần để ra quyết định là sẽ tăng lãi suất hay không vào trong cái thời điểm tháng 7. Nhưng mà đến thời điểm này như tôi nói các bạn là 65% quyết định rồi. Thế thì cái việc mà tăng lãi suất thì mọi người sẽ hỏi là ok, vậy thì liệu có cơ hội nào để Fed giảm lãi suất trong năm 2023 không? Đấy. Thì thực tình với các bạn rằng là ông Powell nói ngay, như mọi người cũng thấy, as people know, là không có ai trong ủy ban FOMC dự báo rằng lãi suất giảm trong năm nay. Và cá nhân ông Powell nói là tôi không nghĩ việc giảm lãi suất lúc này là hợp lý, bởi vì lạm phát chưa thực sự giảm và cũng không phản ứng quá nhiều với các đợt tăng lãi suất của chúng tôi. Đấy. Thì tất nhiên cái việc này là cái việc mà ông đánh giá dựa trên cái lạm phát lõi mà như tôi đã báo các bạn nó vẫn là 5,3% và chưa giảm. Cái lạm phát mà ưa thích của Fed thước đo đó là PCE nó cũng chưa giảm như kỳ vọng. Đấy. Do đó thì Fed sẽ phải tiếp tục nhấn ga thêm vào cái bàn đạp tăng lãi suất. Đấy. Và cái dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ thì có gì thay đổi không? Có.
Fed lạc quan hơn về cái GDP của Mỹ năm nay. Thay vì 0,4% như dự báo trước đây, thì họ nâng mức dự báo GDP của Mỹ năm 2023 lên mức 1%. Đấy. Và tỷ lệ thất nghiệp thì họ lạc quan hơn. Trước đây họ dự báo là 4,5%. Nhưng dựa trên những dữ liệu về non-farm payrolls, rồi những dữ liệu về việc làm tại thời điểm tháng 5, trước cái thời điểm mà các bạn biết là Fed họp này này, thì đã cho thấy rằng là việc làm rất là mạnh. Số lượng việc làm tạo mới, đơn số đơn gọi là trợ cấp thất nghiệp thấp hơn so với lại cái cầu mà thị trường lao động đang tạo ra. Do đó thì cái lạm phát, cái tỷ lệ thất nghiệp được dự báo năm 2023 của Mỹ nó sẽ rơi về mức là 4,1% thay vì 4,5%. Và như vậy á, các bạn sẽ thấy rằng Fed sẽ mạnh tay. Đấy, sẽ mạnh tay là bởi vì cái kinh tế Mỹ vẫn chưa rơi vào suy thoái. Và thứ hai nữa là tại sao lại phải giảm lãi suất trong khi kinh tế Mỹ vẫn tốt? Việc làm thì vẫn rất là mạnh. Thế thì đấy là cái mà chúng ta phải nhìn thấy. Vậy thì các bạn sẽ hỏi tôi ngay là cái câu chuyện là ai sẽ là người thiệt hại? Ai sẽ là người hưởng lợi? Đấy. Cái điều mà chúng ta thấy trong cái quá trình mà Fed tăng lãi suất này này, nó không bất ngờ đối với nhà đầu tư. Do đó thì cách mà thị trường phản ứng thì khá là tốt. Ngày hôm qua thì các bạn thấy rằng là Dow Jones mặc dù giảm 0,68%, nhưng về mặt gọi là mẫu hình biểu đồ trên đồ thị nến thì nó là một cây nến rút chân, cây nến búa rất đẹp, và nó rút ở ngay một cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. S&P 500 thì tiếp tục có cái mẫu hình tăng điểm với khối lượng rất tốt. Nasdaq cũng tiếp tục vượt đỉnh lên mức là 13.626 điểm, được đóng góp bởi sự đà tăng của các cái cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Nvidia, những cái chip mà như tôi đã nói và chia sẻ với các bạn là phục vụ cho cái công nghệ AI. Thì Nvidia ngày hôm qua tăng 4,81%. Có một số bạn hỏi tôi là có mua Nvidia được không, thì hôm tôi có chia sẻ là khi nó test lại cái 372 và nó có một cái phiên tăng tiếp theo vol nhỏ, thì tôi cũng có chia sẻ là em có thể thử nghiệm mua 1/3 cái vị thế Bioco ở thời điểm hiện tại. Thì tôi nghĩ đến thời điểm này kể cả đánh CFD hay là Bioco thì đều có lời rất lớn. Và Apple cũng tiếp tục con đường mà leo lên của mình, đúng không? Tesla ngày hôm qua giảm nhẹ, nhưng mà Apple và đặc biệt là Microsoft và Apple thì đang tăng mạnh. Facebook thì cũng tăng 0,75%. Nhưng như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái việc tăng lãi suất của Fed này không khiến cho thị trường bất ngờ. Dừng tăng lãi suất không khiến thị trường bất ngờ. Và cái dự báo tăng 2 lần lãi suất trong năm 2023 cũng không khiến thị trường bất ngờ. Thị trường vốn kỳ vọng là tăng 1 lần, nhưng bây giờ thì nói lên tăng 2 lần thì người ta cũng không bất ngờ, bởi vì bản chất thì gần như trong cái chuỗi tăng 10 lần của Fed, nó đã phản ánh vào trong giá và nó đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất rồi. Vậy thì đấy là cái việc mà các bạn nhìn thấy cái tác động đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Và tôi nghĩ rằng chứng khoán Mỹ vẫn là cái thị trường được hưởng lợi lớn nhất. Sau đến là thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc, những cái đất nước và những cái thị trường nó liên thông với lại Mỹ. Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng mặc cho Fed tăng lãi suất. Bởi vì cái vấn đề của thị trường Nhật Bản và kinh tế Nhật Bản nó khác hoàn toàn với lại kinh tế Mỹ. Cái kinh tế Nhật Bản dân số nó già. Và thứ hai nữa là họ hướng về xuất khẩu, cho nên họ phải hạ giá, phá giá cái đồng yên để hỗ trợ cho xuất khẩu. Do đó thì Nhật Bản sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Và các bạn nhìn thấy ngày hôm nay thì khi mà mở điểm thì thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày hôm qua thực ra tăng vượt band, tăng 1,41% vượt band, và ngày hôm nay thì tiếp tục mở điểm, nó vẫn bám trên band, Bollinger Band, nó tiếp tục tăng lên. Tất nhiên là về mặt ngắn hạn thì không thể, cái đà tăng này nó không thể bền vững và kéo dài mãi mãi. Thế nhưng mà bạn nhìn thấy thì đến thời điểm này chứng khoán Nhật Bản đã tăng hơn 30, gần 31% kể từ vùng đáy rồi. Liệu đà tăng này có bền vững hay không? Tôi không biết. Nhưng chừng nào chính sách tiền tệ của Nhật Bản còn nới lỏng, với cái việc Fed có tăng lãi suất 2 lần nữa, thì cái thị trường Nhật Bản nó phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ của Nhật Bản và nó vẫn được hưởng lợi. Hàn Quốc cũng vậy, KOSPI, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng vậy, đã tăng 37% trước khi có đợt điều chỉnh tương đối là mạnh, rồi sau đó thì mới giảm xuống, đúng không nào? Đấy, các bạn nhìn thấy là
Thị trường Kospi lúc đấy giảm khoảng 12%, sau đó tiếp tục tăng. Lần này nó không vượt đỉnh cũ, nhưng ít nhất thì nó cũng test lại đỉnh cũ. Hy vọng nó không hình thành mô hình hai đỉnh. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cái quốc gia mà sẽ tiếp tục nới lỏng tiền. Trong đó kể cả có Đài Loan nữa. Đấy, các bạn cũng sẽ nhìn thấy chuyện đó. Và chứng khoán Trung Quốc, rồi chứng khoán Đài Loan, chứng khoán Hồng Kông nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái chính sách nới lỏng tiền tệ của các cái quốc gia. Mặc dù cho Fed tăng, bởi vì người ta đã nói rằng là ok, tôi đã hiểu là cái pattern của ông rồi. Cái việc mà ông tăng tôi đã hiểu rồi. Vậy thì đấy là người hưởng lợi và những thị trường hưởng lợi. Chút xíu nữa chúng ta sẽ bàn đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng ai sẽ là người được bị hại và thiệt hại trong cuộc chiến này? Người thiệt hại đầu tiên trong cuộc chiến này, như tôi đã nói rất nhiều lần, cái cuộc chiến tăng Fed tăng lãi suất này này, nó là cuộc chiến của Ngô Thục Ngụy 4.0. Ngô là Trung Quốc. Đến thời điểm này thì có thể nói Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn về cái đơn hàng xuất khẩu, bởi vì thị trường của Mỹ nó co hẹp lại, thị trường châu Âu nó co hẹp lại, thì cái đơn hàng xuất khẩu nó kém đi. Chưa kể cái làn sóng của các cái công ty nó rút ra khỏi Trung Quốc bớt đi, nó đã tạo ra cái sức ép lên cái lĩnh vực và lên cái GDP Trung Quốc ở cái lĩnh vực xuất khẩu cán cân vãng lai, và dẫn đến một lượng lớn những người lao động thất nghiệp tại Trung Quốc. Đấy, thì bởi đó lý do tại sao Trung Quốc phải bơm tiền, và bơm tiền thì chứng khoán nó sẽ lên. Thế nhưng mà anyway, họ phải giải cứu bất động sản nữa. Nhưng Trung Quốc về mặt được gọi là Ngô 4.0 này sẽ bị thiệt hại phần xuất khẩu, nhưng bù lại thì họ sẽ kích cái thị trường trong nước lên. Nhưng không phải là cái đơn vị thiệt hại lớn nhất. Trong cuộc chiến Ngô Thục Ngụy 4.0 này thì người thiệt hại lớn nhất trong cuộc chiến Fed tăng lãi suất và triệt thêm cầu đó chính là Nga. Đó đất nước yếu nhất trong cuộc chiến Ngô Thục Ngụy 4.0. Nếu không bàn đến cái vũ khí hạt nhân thì cái việc mà Nga bị giáng thêm một đòn tăng lãi suất để tiếp tục cái câu chuyện chiến đấu với Nga này, thì không chỉ Nga, tất nhiên là có cả OPEC cộng nữa. Đó là cuộc chiến giá dầu. Các bạn nhìn thấy rằng là giá dầu nếu với tiếp tục cái đà hạ lãi suất, tăng lãi suất của Fed tiếp tục, thì giá dầu khả năng rất cao là sẽ có một cái đợt sụt giảm nữa. Thì chúng ta thấy rằng giá dầu có vẻ UK Brent Oil đó, thì có vẻ như là nó đang có một cái ngưỡng hỗ trợ rất mạnh ở 71,7 đô la một thùng. Nhưng mà ngay sau cái thông tin là Fed tiếp tục tăng thêm 2 lần nữa, thì các bạn thấy là ngày hôm qua giá dầu có lúc tăng gần 2%, thì kết phiên nó giảm 0,7% và có cái mẫu hình rất xấu về mặt nến. Nếu như cái ngưỡng 71,7 bị phá vỡ thì giá dầu hoàn toàn có thể xuống thấp hơn. Đấy. Bởi vì cái ngưỡng 71,7 là một cái ngưỡng mà hỗ trợ tương đối là mạnh. Nhưng mà nếu như nó bị phá vỡ thì khả năng cao là giá dầu sẽ vụt xuống dưới vùng 6X và sau đó sẽ tiếp tục sideways. Ai là người bị thiệt hại? Nga. Nga đang cần rất nhiều cái chiến phí để tham chiến tiếp cuộc chiến Ukraine. Và các bạn biết không? Nếu mà giá dầu giảm thế này thì Nga lại cần phải chiết khấu sâu hơn nữa để bán dầu cho Ấn Độ, cho Trung Quốc ở mức giá chiết khấu khoảng là 20 đô so với cái giá này nữa, thì Nga gần như sẽ bị cạn kiệt về nguồn ngoại tệ và cái nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô. Cái này là cái mà tôi tin rằng là nếu duy trì thêm thì nền kinh tế Nga sẽ không chịu nổi. Đấy. Đó là lý do tại sao các bạn thấy là ngoài cái câu chuyện Nga tham chiến Ukraine, thì cái việc lệnh tổng động viên mấy trăm ngàn người quân nhân Nga vào lực lượng dự bị để tham chiến, rồi vừa rồi là có quyết định là ông Putin ông trả lời phỏng vấn là sẽ không cần phải tổng động viên thêm nữa, nhưng mà vẫn cần khoảng 160.000 quân dự bị nữa. Thì đó lý do tại sao mà các bạn thấy cái người Nga đi du lịch bây giờ ngày càng ít. Thứ nhất là hệ thống thanh toán toàn cầu là Visa, Mastercard các thứ là không cấp cho ngân hàng Nga nữa rồi. Cái thứ hai là những thanh niên Nga thì bây giờ mà không được cấp visa, bởi vì visa đi ra ngoài nhỡ ở lại cái đất nước du lịch thì sao, không quay về thì không tổng viên được. Mà dân số Nga thì nó cũng không phải là quá là lớn, do đó thì nếu mà ép thêm quả này nữa thì có lẽ là cái giá dầu nó sẽ còn giảm sâu, và điều đấy có lợi cho cái việc mà duy trì lạm phát thấp của nền kinh tế thế giới. Và đặc biệt là theo Bank of America, BOFA, thì cái cuộc chiến của Fed và Ả Rập Xê Út, giá dầu
Putin là cái cuộc chiến ngày hôm qua là họ dự báo trước mà. Theo Bank of America họ nói rằng là Ả Rập Xê Út, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Nga đang vướng vào một cuộc chiến về dầu mỏ và giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực cho đến khi Fed rút lại chính sách về thắt chặt tiền tệ. Có thể sẽ là 2024-2025. Đấy. Thì ông Francisco Blank, chiến lược gia hàng hóa của Bank of America, thì đã chỉ ra xu hướng giảm của giá dầu so với mùa hè năm ngoái. Thời điểm giá dầu lúc đó là 3 con số, đúng không nào? Thế ông nói rằng là về bản chất thì các thị trường đang chứng kiến một trận chiến giữa Ả Rập Xê Út và Cục Dự trữ Liên bang, giữa hoàng tử Abdulaziz bin Salman và chủ tịch Jay Powell, cũng như là kể cả cuộc chiến này nó ở Nga nữa. Trong trận chiến này, dầu đang mất thăng bằng cho đến khi chính sách tiền tệ bắt đầu nới lỏng trở lại, và ông nói như thế. Và ông nói rằng là tôi cũng rất đồng tình với ông, bởi vì cái việc này tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi. Ông nói rằng là Ả Rập Saudi rất cần tiền từ dầu để mà có thể là tài trợ cho những cái dự án tương lai của họ về thành phố xanh, sạch, thông minh. Đấy. Cái thành phố đấy thì họ cần giá dầu ở mức cao, nhưng mà bây giờ nếu mà họ muốn giá dầu mức cao thì bây giờ họ cứ giảm lãi suất, làm lãi suất hoài. À quên, xin lỗi các bạn, họ cứ giảm cái sản lượng của dầu hoài. Giảm hoài sao được, đúng không nào? Cắt giảm đến mức như đợt vừa rồi tự nguyện cắt giảm ấy chứ. Ông hoàng tử Abdulaziz bin Salman tự động cắt giảm, nhưng mà tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo tôi chán với cái chuyện cắt giảm, đúng rồi, tôi vẫn giữ nguyên. Nga lẳng lặng thế bảo giờ tôi đang cần chiến phí lắm mà. Chiến phí ở Ukraine lớn, thôi tôi cũng chẳng cắt giảm nữa. Bây giờ Ả Rập Xê Út là đơn độc trong cuộc chiến cắt giảm sản lượng dầu đấy. Mà nếu mà trường hợp mà họ không còn lãnh đạo được cái OPEC cộng theo hướng của họ muốn, mà họ xả ra nữa thì giá dầu nó còn xuống nữa. Đấy. Thì đấy là một cái mà nước cờ rất cao tay của Powell và bà Janet Yellen tiếp tục nhấn. Khi đang chiến thắng tiếp tục nhấn. Do đó thì về mặt chúng ta nhìn trading đồ thị ngày thì chúng ta thấy 71,7 trông có vẻ cứng. Nhưng mà nếu mà nhìn theo đồ thị tuần ấy thì thực sự các bạn là nó đang trong quá trình sideways down, và cái mốc này là mốc cứng nhưng mà hoàn toàn có thể quay trở về mức 65, 64,8. Hoàn toàn và có thể tạo đáy ở cái vùng này, không chừng. Tất nhiên, đây là dự báo cá nhân Thái Phạm, và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm ha, các bạn ha. Đấy là cái người thiệt hại đầu tiên. Và cái người đó thiệt hại, giá dầu giảm thì sẽ có lợi cho cái gì? Nó sẽ có lợi cho lạm phát của thế giới. Và nó có lợi cho những quốc gia muốn bơm thêm tiền và giảm lãi suất đi. Như trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, có Đài Loan, có Nhật Bản, có Hàn Quốc, đúng không? Cái đối tượng bị thiệt hại thứ hai nữa, các bạn có thể nhìn thấy đó chính là cái anh chàng Bitcoin. Anh chàng Bitcoin thì tôi từ lúc mà nó là 30.000, 29.000 tôi đã nói các bạn rằng nó tạo cái phân kỳ âm ở đỉnh và nó sẽ sideways down, và trong quá trình nó sideways down thì đương nhiên là nó sẽ có lúc lên lúc giảm, nhưng hiện nay vẫn đang trong quá trình sideways down. Ngày hôm qua, ngay sau khi Fed ra cái thông báo là sẽ tăng thêm lãi suất 2 lần nữa thì Bitcoin đã lập tức giảm 3,09%. Hôm nay hồi phục nhẹ nhàng một chút, nhưng mà tôi nghĩ cái ngưỡng mà cân bằng của Bitcoin thì nó đâu đó ít nhất nếu theo đồ thị ngày thì nó phải về khoảng 23.500 thì nó mới có phản ứng. Còn nếu theo đồ thị tuần ý, thì nếu mà cái đà giảm mà nó về test lại band thì nó vào khoảng 21.000. Đấy. Thì Bitcoin sẽ là một cái đối tượng bị tổn thương. Đồng đô la thì vẫn cứ sideways thôi, chứ nó không tăng vọt lên. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó sideways và có một lần re-up lại, test lại cái 104 thì cũng rất là ok. Trước tháng 7 phải không nào? Đấy. Bitcoin giảm, còn vàng thì nó phụ thuộc nhiều. Mặc dù là nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái quyết định tăng lãi suất của Fed ấy. Ngày hôm qua là vàng đang tăng lên 1.000, lúc thời điểm là 1.960, nhưng Fed bảo tăng lãi suất 2 lần cái lập tức nó giảm 0,08%, và kết phiên là 1.942, có lúc giảm là còn 1.939. Thế thì vàng cũng là trong quá trình sideways down, và nếu mà trong trường hợp đẹp nhất thì nên test lại cái MA200, tức là vào khoảng 1.860, 1.850 đô một ounce thì nó sẽ bền vững hơn trong cái xu hướng. Đấy là những đối tượng bị thiệt hại, và các quốc gia xuất khẩu trong đó có chúng ta cũng sẽ bị thiệt hại.
Bởi vì chúng ta phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Cái nhu cầu tại Mỹ, tại Âu nó sẽ còn xuống thấp với các, bởi vì thắt chặt. Thắt chặt nó đẩy cái lãi suất cho vay tiêu dùng thẻ tín dụng nó lên đến mức rất cao. Lãi suất cho vay mà mua 30 năm mua nhà giờ ở Mỹ lên đến 7%, nó tăng thêm 2 lần nữa là vào khoảng gần 8% ý. Thì thực sự với các bạn rằng là dân Mỹ không có nhiều tiền để chi xài, bởi vì lúc đấy là cái lãi suất cho vay thẻ tín dụng nó ít nhất phải gấp 3 lần, nó lên 20%. Nó giống như Việt Nam ấy, thì rất là khó để cho dân Mỹ có thể chi xài nhiều. Do đó thì cái nhu cầu, mặc dù tôi tin rằng là vào nửa cuối năm 2023 thì cái nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ với cái sự tốt của dữ liệu kinh tế Mỹ này, rồi cái việc làm của Mỹ nó vẫn tốt, thì nó sẽ hồi phục dần dần, nhưng nó sẽ không hồi phục mạnh được. Là bởi vì cái mức lãi suất của Mỹ nó vẫn còn rất cao. Tức là thời điểm cuối năm, đặc biệt đến gần Giáng sinh và nửa cuối năm 2023, thì tôi tin rằng, như tôi đã chia sẻ với các bạn, là nhu cầu tại các cái thị trường như Mỹ và Âu nó sẽ có hồi phục. Những cái hàng tồn kho trước đây sẽ được tiêu thụ gần hết và người ta phải đặt đơn hàng mới. Lúc đó thì những cái đơn hàng đó sẽ có cho Việt Nam, sẽ có cho những nước xuất khẩu. Và cái vấn đề về sản xuất và đơn hàng nó sẽ dần dần được giải quyết từ nửa cuối 2023. Cái điều đấy là chắc chắn. Nhưng mà nó có cái tốc độ hồi phục sẽ chậm, chứ nó không có hồi phục nhanh và thần kỳ. Bởi vì cái mức lãi suất của Fed nó vẫn còn ở mức cao. Đấy. Do đó thì chúng ta và các nước xuất khẩu khác sẽ phải chịu khó chịu khổ một thời gian. Thế thì cái câu hỏi tiếp theo mà các bạn có thể đặt ra đó là liệu rằng như thế thì có ảnh hưởng gì tới cái chiến lược cái thị trường chứng khoán và cái chính sách tiền tệ của Việt Nam mình không? Thế thì như tôi đã nói trong tuyên bố miễn trách của tôi, thì cái chia sẻ của tôi nó là cái chia sẻ mang tính chất là cá nhân của Thái Phạm. Và Thái Phạm nghĩ rằng là gì? Chúng ta nhiều khả năng vẫn tiếp tục có dư địa để mà giảm cái lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì thứ nhất là chỉ số sức mạnh của đồng đô la DXY nó sẽ đi ngang, chứ nó không phải đi nhanh, đi tăng cao như cái thời lúc mà Fed mới tăng lãi suất. Đấy. Cùng lắm thì lại lên 104, 105 thôi. Nó không có gì đặc biệt để tiếp tục tăng cả. Ít nhất là trong trung hạn có thể nhìn thấy điều đó. Tức là tỷ giá không phải là vấn đề đối với Việt Nam. Thứ hai là vấn đề về dự trữ ngoại hối thì cũng hoài là không phải vấn đề. Thứ ba là lạm phát. Lạm phát thì khi mà giá dầu bị thiệt hại bởi chính sách của Fed thì giá dầu giảm và giá năng lượng giảm, giá xăng giảm, cái cầu cũng giảm, thì lạm phát nó rất là yếu, rất thấp. Lạm phát thấp như vậy thì không có lý gì. Ví dụ lạm phát các bạn thấy là có một cái chất vấn của các cái chủ đại biểu quốc hội nói lạm phát 3,5% mà tại sao lãi suất lại lên 9% rất là vô lý. Nhưng mà lạm phát mà thời gian tới mà giá dầu, giá lương thực, giá tất cả mọi thứ nó ổn định và đi xuống thế này, cầu nó yếu, thì lạm phát nó có quanh quanh khoảng dưới 4%, thì chẳng có lý do gì lãi suất tiết kiệm lại đến 7,6-7,7% cả. Lãi suất tiết kiệm chắc chắn nó quanh ngưỡng khoảng 6,8-7% giống như trước dịch là đẹp, bởi vì cái lạm phát rất là thấp. Như vậy tôi nghĩ rằng là về mặt dư địa thì chúng ta hoàn toàn có khả năng giảm lãi suất và hỗ trợ thêm nền kinh tế và các doanh nghiệp một lần nữa để mà thúc đẩy sức cầu, giảm cái áp lực về tài chính đối với lại những cái doanh nghiệp mà vay nợ, đặc biệt là những doanh nghiệp mà cần cái vốn lưu động để mà kinh doanh. Đấy. Thế thì quá trình đó nó sẽ làm gì? Hỗ trợ được cho các doanh nghiệp trong cái câu chuyện là giảm bớt cái chi phí đi để mà tăng thêm các chương trình kích cầu và khuyến mại. Đưa cái chi phí đấy vào trong những chi phí kích cầu và khuyến mại để nó có giúp cho các doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn. Đúng chưa? Thì đấy là một cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tôi tin là chúng ta có dư địa làm được điều đó. Đấy thì, còn thời điểm thì tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào ngân hàng nhà nước. Nó phụ thuộc vào cái việc đánh giá tác động của Fed và những cái cân đối khác về vĩ mô. Nhưng tôi tin là chúng ta còn dư địa như vậy thì cái kỳ vọng về chuyện giảm cái lãi suất điều hành tôi tin là vẫn còn. Đấy, và mức lãi suất tiết kiệm thì nếu mà lạm phát thấp thì tôi tin nó về mức khoảng độ tầm 6,9-7% là người gửi tiết kiệm, mà những người già, những người không biết làm kinh doanh, những người mà họ an toàn, họ đã có lãi suất thực dương so với lại lạm phát rồi. Tức là ở mức khoảng 6,8-6,9% gửi tiết kiệm là thắng lợi rồi, chứ cũng không phải là bị thiệt thòi gì. Và như vậy thì nếu mà
có dư địa để giảm lãi suất thì chứng khoán sẽ thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy ra nếu giảm lãi suất nó hỗ trợ cho bất động sản nữa, hỗ trợ cho xây dựng, hỗ trợ cho thép, vật liệu v.v. Thì tôi tin là chứng khoán thì mặc dù ngày hôm qua thì nó có những cái rung lắc đúng không? Thì khi mà nó vượt lên cái đỉnh cũ vào tháng 1 là 1.124,3 điểm, ngày hôm qua lên 1.129 thì nó sẽ có cái áp lực chốt lời. Nhưng tôi tin cái áp lực chốt lời đó thì nó ngày hôm qua thể hiện ra thì cũng không quá lớn, không quá lớn. Và cái chuyện điều chỉnh thì nó chỉ đến từ các cái cổ phiếu trụ trong cái phiên ATC. Tất nhiên đấy là ý chí của market maker và tạo lập muốn làm nguội đi cái sự hưng phấn. Nhưng mà nếu có chỉnh thì cũng không có mạnh, bởi vì chỉnh là một cái thứ để trong cái đà đi lên. Khi mà nước ngoài bắt đầu mua dòng trở lại, đồng thời là đồng tiền Việt Nam ổn định, đúng không? Rồi cái chứng khoán thế giới nó tăng lên, nó cũng tạo ra cái tâm lý cho các quỹ đầu tư là mọi thứ nó ổn hơn. Chính sách của Fed cũng dễ dàng dự báo hơn. Cái việc mà Trung Quốc hạ lãi suất để hỗ trợ bất động sản, hỗ trợ nền kinh tế, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đều có những hỗ trợ, thì Việt Nam sẽ không nằm trong xu hướng đó. Nó khiến cho các quỹ tự tin hơn. Tất nhiên khi họ giải ngân thì họ giải ngân từ từ. Và ngày hôm qua chúng ta cũng bắt đầu thấy là Hòa Phát bắt đầu được mua dòng bởi nước ngoài trở lại. Thì tôi tin rằng nhiều khi cái sự mua dòng này đến từ các quỹ như là Fubon, bởi vì Fubon thì rất là thích Hòa Phát. Fubon của Đài Loan ấy thì rất là thích Hòa Phát. Đấy là một cái tín hiệu tích cực là Fubon có thể đã hút lại được tiền ở Đài Loan rồi. Thì cái đất nước mà hiện nay đặt tiền rẻ nhiều nhất là Đài Loan này, Trung Quốc này, Hồng Kông này, đúng không? Nhật Bản này. Thì những cái quốc gia đó họ sẽ phải có nhu cầu đi sinh lời. Và khi họ thấy mọi thứ bắt đầu ổn ổn hơn về mặt định giá, ổn ổn hơn về mặt gọi là các điều kiện vĩ mô, phép rồi các thứ, Nga bắt đầu thua cuộc trong cuộc chiến kia thì họ bắt đầu họ giải ngân. Thì tôi tin rằng là sẽ còn có những rung lắc và khả năng cao đến thời điểm này thì khoảng độ 1-2 phiên nữa thì chứng khoán Việt Nam có thể bước vào cái giai đoạn uptrend. Thì cái định nghĩa uptrend của chúng tôi là khi mà có những cái dấu hiệu trên đồ thị thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm đến những cái thứ khác. Nhưng mà vượt theo Wyckoff thì nó có, Wyckoff thì nó có một cái là signal of strength, thì chúng ta đã ngày hôm qua là có signal of strength rồi. Lần đầu tiên chúng ta vượt qua cái đỉnh cũ là 1129 đỉnh tháng 1 thì có thể hướng tới cái đỉnh của tháng 9 năm 2022. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tất nhiên trong cái tuần này và trong ngắn hạn thì thực sự các bạn là rất khó để dự báo chính xác điểm số như thế nào, bởi vì như thế thì có cái quả cầu pha lê mất. Nhưng mà chúng ta hãy lạc quan, thận trọng. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ những cái cổ phiếu chúng ta đầu tư, đừng sa đà vào những cái penny ăn nhanh, bỏng tay, cây thông Noel, mà chúng ta sẽ tìm xem lợi nhuận và triển vọng trong tương lai của các cái doanh nghiệp chúng ta định đầu tư thế nào, và chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cái vùng giá hợp lý và cái sự điều chỉnh của thị trường chung để chúng ta có thể giải ngân cho nó phù hợp. Bởi vì cái áp lực của việc mà rút tiết kiệm ra đưa vào chứng khoán tôi nghĩ là có. Và đấy là một cái catalyst, cái điều kiện hỗ trợ cho thị trường trong tương lai rất là tốt. Thái Phạm, cảm ơn bạn. Xin chúc bạn có một ngày thứ tư giao dịch thật là may mắn. Thứ năm giao dịch thật là may mắn. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này cũng thay thế cho video vào tối ngày thứ năm hôm nay luôn. Các bạn ha, hẹn gặp lại.